Nay DBH lại tiếp tục lên những đơn hàng mới đây, hai cặp xúc ghép chuẩn bị chuyển đi Nam Định ngay. Các bác có thể thấy đó, xốp này gông chống ở trong rất là chắc chắn, lỗ thông hơi nha, có thêm cả một cái khung chống ở trong, chống ở giữa thùng nữ dung này, khung chống bên hông này và khung chống ở mặt sau. Thùng này thì cứng như đá luôn. Đây, các bác nghe vỗ này, vỗ vào chỗ nào cũng thế, tại vì nó chống ở trong, nó chống rất đều nên là chỗ nào nó cứng, cứng như nhau, cứng như đá luôn, cứng đanh luôn các bác. Đây, các bác có thể thấy được ở đâu người ta làm cái thùng nó cẩn thận như này không ạ? Đấy, khung đi ở trong và ngoài nhìn như là ra kiểu như các cái gọi là gì nhỉ, các cái bê tông cốt thép của những cái nhà cao tầng ấy, người ta làm trông nó bố trí rất là khoa học, rất là bài bản. Đây cũng vậy, đấy, tất cả nó đều chống vào trong rất là chắc chắn nhá. Cái này thì chưa bắn mút, đây bắn mút vào thì nó sẽ phải như này, này là mới cho mút vào đây thôi, vẫn chưa bắn, sẽ phải bắn hết mút vào trong, bắn hết mút vào trong thì là xong mới bắt đầu lắp bát. Hai cặp liền, hai cặp xúc kép 50. Cái này là mẫu của RCF các bác nhá, mẫu của RCF 9006, hai bát 50. Và DVH sẽ lắp cấu hình là bát neo bi côn 125. Đấy, anh em bên em thì vừa lắp bát vào xong, các bác có thể thấy này, rất là đẹp, bát neo côn 125. Nhìn trông nó tây đúng không? Thì trông nó không giống mấy cái bát rẻ tiền. Các bác nhìn những cái con bát rẻ tiền thì không thể nào mà nhìn nó tinh, nó xịn sò như thế này được. Tiền nào của đó thôi các bác. Đấy, 20 triệu một cặp xúc kép này nhá, từ neo côn 125. Anh em đang lắp bánh xe ở phía sau. Đây, bánh xe đây các bác ơi, bánh xe chống sốc nhá. Bánh này là như cái bánh ở tủ máy này, chứ không phải là cái loại bánh bằng cao su cứng đâu. Cái bánh mà bằng cao su cứng ấy, thì các bác đi vào những cái đường bê tông ấy, thì cảm giác như loa của chúng ta nó rụng rời từng mảnh ra ấy. Đây, cái bánh này nó rất là êm. Bánh này cái chất cao su rất là êm. Bánh này bánh nhập Trung Quốc ấy, chứ ở Việt Nam thì không có đâu nha. Đây, nhìn ấn móng tay vào này thấy chưa? Nó gọi là bánh chống sốc, nó rất là mềm. Nó mềm như này này, nó mềm như là cái lốp xe của chúng ta ấy, thì đi nó mới êm và nó bền đồ các bác nhé. Các bác lắp tủ máy cũng thế thôi, lắp tủ máy hay lắp tủ thiết bị thì tốt nhất là dùng cái bánh này, đừng dùng cái bánh cao su cứng. Đẩy đi ở những cái nền bê tông nó đi nó cứ kêu cọc 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 ấy, rất là xót ruột, cảm giác nó cứ rụng rời từng cái con ốc ở trong cái tủ của chúng ta ra, xót ruột cực kỳ luôn. Và DVH thấy thì anh em trong miền Nam rất hay làm bằng cái bánh cao su, đừng có tiết kiệm 50-100 làm gì cả. Cái bánh nhựa nó 55.000 một cái rồi, nó cũng chả rẻ hơn được mấy chục, thì thêm 20-30 nữa lấy cái bánh này. Cái bánh này thì đi làm rất là êm và không lo hỏng đồ các anh nhá. Chứ tối kỵ đừng chơi cái bánh nhựa đỏ đỏ ấy. Cái bánh đấy mà đẩy đi ở cái nền bê tông này nó xót ruột lắm, hỏng hết đồ, đừng chơi, chơi cái bánh này. Ok luôn, anh em đang trong quá trình lắp bánh và đóng lưới vào thôi, là đến cái câu cuối cùng rồi. Nên là có thể chiều nay có thể chuyển đi được. Đấy, đơn xúc thì chưa lắp xong thì lại tiếp tục đơn à dày nữa. Đơn à dày này là lại chuyển vào trong Nam Đàn Nghệ An đây. Nam Đàn Nghệ An chiều nay cũng chuyển. Một bác khách lấy 3 cặp dây JBL2262. Cấu hình này thì chưa bao giờ hết hot tại DVH. Con này thì 2 tầng côn 76 các bác nhé. DVH đã bóc thử một con bác ra cho các bác xem rồi, 2 tầng côn 76, tiếng đánh rất là đạt, sáng tiếng và đi xa. Cấu hình này thì 12 triệu. Tiện clip đây thì báo giá cho các bác luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp và hiệu quả. Các bác đi làm đám cưới, những cái đám cưới mà vừa thì các bác làm 3 cặp này với cả một cặp xúc kép, đám nào nhỏ thì oánh một cặp xúc kép và 2 cặp này. Còn nếu mà làm những cái sân rộng hơn thì các bác oánh 4 cặp này. 4 cặp này thì rất là ok. Còn các bác mà làm những chương trình mà lớn hẳn thì treo lên cái khung giáo kia, treo lên 4-5 mét đi, thì tiếng nó oánh thì đi xa tít luôn. Oánh ngàn người nghe, nói chung là nếu mà chơi tầm tay 6, dây 6, 6 quả một dây ấy, thì tức là 12 quả một dàn ấy, 12 quả này với cả 4 quả xúc kép này thì thôi, oánh ngàn người nghe vẫn ok luôn. 4 xúc kép và 12 dây, oánh nghìn người nghe rõ coi nhá. Đấy, cái mẫu này thì là mẫu nó làm giống RCF, RCF 9006 này, lỗ thông hơi to ở chính giữa. Thùng này nó không như kiểu cái thùng Martin, cái thùng Martin là nó làm 4 cái lỗ nhỏ, 4 cái lỗ nhỏ nó làm 4 góc quanh cái con bát. Nhưng cái thùng này là mỗi con bát chỉ có 2 lỗ. 2 lỗ và 2 lỗ to, hơi nó cũng ra nhanh. Thùng rất là sâu. Và có quét âm ở thùng này nhá, để khi mà hai con loa mà chồng lên nhau ấy, các bác có thể nhìn thấy này, chân cao su rồi. Có thể dựng đứng hoặc dựng nằm lên nhau là nó ăn khớp vào đây luôn. Hai con súp mà đặt nằm thì nó sẽ ăn khớp vào đây luôn. Tức là chúng ta đặt hai con súp lên nhau ấy là nó ngậm vào nhau, cái chân cao su kìa, cái chân cao su của con trên nó ngậm đúng vào con dưới luôn, đặt nó rất là im. Bánh không lo rung. Im cực kỳ luôn. Đấy, rất là đẹp. Hôm nay thì thời tiết thì ủng hộ hơn rồi. Hà Nội đã có nắng rồi các bác. Đây này, nắng chói chang này. Hà Nội đã có nắng rồi.
Em rất là thích trời nắng, nắng nên nó ấm áp, làm việc gì nó cũng khoái. Đấy, để trưa nay mà làm xong súp thì em sẽ ra một cái clip luôn hướng dẫn các bác là oánh cardio súp, tức là sẽ sử dụng 3 chiếc súp kép này, oánh cardio súp. Đấy, tranh thủ gọi là làm clip luôn trước khi cho em nó lên đường, tranh thủ làm một cái clip đấy. 4 quả súp kép rất là đẹp. Đấy, bác nào oánh những cái chương to này, dựng 4 quả này lên tha hồ đẹp, rất là đẹp luôn nhá. Dây thì 12 triệu, súp thì 20 triệu các bác nhá. Súp 20 triệu chưa có bánh xe các bác nhá, bánh xe bán riêng, bánh xe là option bên ngoài. Cũng dạng kiểu như các bác mua điện thoại và mua thêm cái ốp ấy, mua cái ốp vỏ điện thoại thì cái này cũng thế. Cái này là cái option bán rời các bác nhá. Bánh này là bánh phim 100. Hai một bộ của nó gồm hai bánh có khóa và hai bánh không có khóa. Bánh này bánh nhập Trung Quốc chứ Việt Nam không có đâu. Việt Nam không có cái bánh trông nó xịn sò như này đâu các bác nhá. Đấy, súp thì bắn chân để các bác cả vật nằm cũng được và vật đứng cũng được nhá. Đứng cũng được mà nằm cũng xong. Đấy, cái chân này là nó vào cái lỗ mà nó khoét âm thùng xuống, đặt là nó nằm im lên nhau luôn. Nằm im lên nhau luôn nhá. Ok. Đấy thì rất là cảm ơn toàn thể quý khán giả thân mến đã luôn tin yêu và ủng hộ cho DVH suốt thời gian vừa qua. Đấy, các anh em loa đài đây, tầm này đắt xô, thành ra là gọi liên tục, ngày nào cũng súp rồi loa rồi tủ máy các thứ dàn đồ lên đường cho các bác. Đây, hẹn gặp lại các bác vào clip chiều nay thì em lắp xong cái mớ loa này thì em sẽ ra một cái clip ngắn để hướng dẫn các bác quánh súp cardio đã trước khi cho cái mớ này lên đường các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Chúc các bác có một buổi trưa thật là vui vẻ. Thank you.